Chị nói là có thật cảm thì Phật Ngài mới ứng. Niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Dí người rớt xuống sông sâu, không cầu kêu cứu, ai cầu ai mà cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật vớt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật Ngài. Có nghĩa là nói tóm lại là cái Châu Phú nói là cái 6 chữ thì nó đơn giản lắm. Đứa bé 6 tuổi mà Châu Phú dạy nó cũng niệm được, đúng không? Nhưng mà cái niệm như thế nào kìa mới là điều quan trọng. Giống như mình niệm mà mình có tâm thanh tịnh, có từ bi, có nhân ái, có hỷ xả trong đó, có tứ vô lượng tâm, có tất cả những cái yếu tố mà mình trong sạch đó, thì cái sự niệm Phật mình nó cảm ứng rất là tốt. Mà còn cái người niệm Phật mà lơ là thì niệm lơ là thì Phật chứng vào đâu? Thầy Phật nói rõ mà. Có nghĩa là mình cũng niệm vậy nhưng mà niệm lấy có thôi. Thì cái kết quả nó không có. Cho nên thấy tuy là có 6 chữ nhưng mà nếu mà Châu Phú đi sâu vào á, thì sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Mà Đức Thầy nói là ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người, tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ là Châu Phú và sư huynh thầy nghe trời giông bão quý vị, nè mưa kéo tới ào ào nữa quý vị. Nên hai huynh đệ đi vào trong đây mình ôn lại giáo lý của Đức Thầy. Sư huynh thì có những cái câu mà bà con cũng thắc mắc, mà Châu Phú cũng thắc mắc nữa sư huynh. Nhờ sư huynh giải ra để cho nó rõ ràng chi tiết hơn để gửi đến quý vị. Nhiều khi có những người cô chú hiểu ha. Mới vừa vào đạo cũng chưa có hiểu nghĩa lắm. Em nhờ sư huynh giải nghĩa ra phải vậy. Quay đầu hướng thiện dắt về Tây Khoan. Thì sư huynh thì cái trước tiên á, cái mà câu mà dễ nhất mà mới nhất á, là mới vào Phật pháp thì 6 chữ Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật đó sư huynh. Thì Châu Phú nhờ sư huynh giải nghĩa giùm ha. 6 chữ Di Đà ha. Dạ. Châu Phú muốn hỏi là mình niệm vậy là có ích lợi gì phải không? Dạ, thì em nghe nói là 6 chữ Di Đà là niệm 6 chữ Di Đà là tan chướng nghiệp. Nếu mà mình niệm 6 chữ Di Đà là như là 10 phương chư Phật chứng cho mình hả sư huynh? Bởi em nhờ sư huynh cắt cái nghĩa ra giùm em á. Thì chào Châu Phú, chào tất cả quý vị. Thì Đức Thầy thì trong sấm giảng Đức Thầy cũng nhiều lần khuyên mình niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Huyền từ Thầy rước lại non bồng. Hoặc là Đức Thầy cũng có nói là xưa nay 6 chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Nghĩa là Đức Thầy dạy mình là mình phải cố gắng trì hành cái pháp môn tịnh độ. Tại vì pháp môn tịnh độ trong cái thời kỳ này thì rất là hợp với căn cơ của chúng sinh trong thời kỳ nay. Ai cũng tu được hết. Cái người giàu, người nghèo, người quyền quý, người trí thức, người nông dân, tất cả ai đều lớn, nhỏ, già, trẻ đều niệm Phật được hết. Cho nên là nó rất là dễ tu và nó rất nó hợp với căn cơ chúng sinh trong thời kỳ hiện nay. Cho nên mình thấy là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thì rước lại non bồng. Hơn nữa thì Đức Phật có 48 lời đại nguyện rất là rộng lớn. Mà Đức Phật A Di Đà thì Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin Phật thêm động tánh bi tình, như nào khác nào mẹ thấy con mình lâm tai. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Có nghĩa là gì Châu Phú? Có nghĩa là niệm Phật thì ai cũng niệm hết. Nhưng cái người có niệm chí thành hay không nữa. Giống như mình khát nước á, mình đi xin nước người ta mà mình không chí thành, không tha thiết, thì cái người cho cũng không có tha thiết, đúng không? Cho nên mình muốn cầu nguyện điều gì
thì mình phải chí thành, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật thân hành đến nơi. Đức Phật thì lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp mình, nhưng mình phải chí thành. Chí thành giống như mình rớt dưới sông rồi mà mình phải đưa cái tay lên thì ở trên mới vớt được. Chứ nếu mà mình rớt dưới sông rồi mà mình không có giơ tay lên thì ở trên này muốn vớt cũng không cách nào vớt được. Cho nên Đức Phật dạy trong pháp môn tịnh độ á, thì thấy nó dễ nhưng mà cũng khó. Khó một cái là nhiều khi mình niệm Phật ở đây mà tâm mình nhớ đâu không à. Mình không nhớ Phật, có nghĩa là mình không có chí thành, không có tha thiết, không có tin sâu, không có đi vào một thực lòng để mình cầu nguyện. Tại vì Châu Phú biết khi mình niệm Phật á, mà Đức Phật, Đức Thầy lại nói là niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Thì nhớ từ bi hai chữ ngâm nga ha, dầu lầm lụng cũng là trì chí. Có nghĩa là mình cái niệm Phật này á phải dẹp lòng tà nữa thì kết quả nó mới tốt. Giống như mình niệm Phật mà cái tâm mình phải có từ bi hỷ xả nè, có tứ vô lượng tâm nè. Từ bi hỷ xả, rồi mình phải hành thập thiện, rồi mình diệt cái tham sân si, diệt 10 điều ác, rồi hành 10 điều thiện. Từ từ mình tiến lên nữa, cái tâm mình trong sạch chừng nào thì niệm Phật kết quả cao chừng đó. Chứ ví dụ mình niệm Phật mà cái lòng tà mình còn nhiều quá, mình không có dẹp được, cái gì mình cũng tham, cái gì mình cũng muốn, rồi mình cái gì mình cũng hờn, cái gì mình cũng trách, cái gì mình cũng giận hết, thì cái sự niệm Phật nó không có kết quả. Bởi Đức Phật dạy mình rất là rõ, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà thì Phật mới vui. Chứ bây giờ mình niệm Phật trong lòng mình niệm Phật mà cái miệng mình niệm Phật mà cái lòng mình còn chất chứa những điều hung ác, những điều xấu xa trong đó thì đâu Phật đâu có vui được. Vậy là phải buông cái chân. Đúng rồi, không có, mình niệm từ từ đi, mình tập từ từ mới. Bước đầu thì mình chưa có buông hết được. Thì mình tập từ từ đó, Châu Phúc. Mình mỗi ngày mình bớt một chút. Hồi xưa mình tham đắm nhiều quá thì giờ niệm Phật rồi mình bớt lại một chút. Bữa sau mình niệm cái mình bớt nữa, bớt dần dần dần. Rồi mình tu thập thiện rồi thập ác, rồi mình chừa thập ác từ từ, mỗi ngày mình tập lên một bước. Bởi vì nó pháp môn tịnh độ này rất là sâu. Thì mỗi cái trình độ chứng đắc, mỗi một trình độ giác ngộ của mỗi chúng sinh khác nhau. Cho nên cái sự niệm Phật nó cũng có công năng của khác nhau. Bởi Đức Thầy nói là có thật cảm Phật Ngài mới ứng. Ngài Thanh Sĩ chứ, Thanh Sĩ nói là có thật cảm thì Phật Ngài mới ứng. Niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Dí người rớt xuống sông sâu, không cầu kêu cứu, ai cầu ai mà cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật vớt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật Ngài. Có nghĩa là nói tóm lại là cái Châu Phú nói là cái sáu chữ thì nó đơn giản lắm. Đứa bé 6 tuổi mà Châu Phú dạy nó cũng niệm được, đúng không? Nhưng mà cái niệm như thế nào kìa mới là điều quan trọng. Giống như mình niệm mà mình có tâm thanh tịnh, có từ bi, có nhân ái, có hỷ xả trong đó, có tứ vô lượng tâm, có tất cả những cái yếu tố mà mình trong sạch đó, thì cái sự niệm Phật mình nó cảm ứng rất là tốt. Mà còn cái người niệm Phật mà lơ là thì niệm lơ là thì Phật chứng vào đâu. Thầy Phật nói rõ mà. Có nghĩa là mình cũng niệm vậy nhưng mà niệm lấy có thôi. Thì cái kết quả nó không có. Cho nên thấy tuy là có 6 chữ nhưng mà nếu mà Châu Phú đi sâu vào á, thì sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Mà Đức Thầy nói là ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người, tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Các việc quấy nhớ ra trước hết, kế tai chơn buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật không niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho, dí dầu nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là phải cho chấm dứt niệm tà. Của Ngài Thanh Sĩ dạy. Nhưng mà làm sao để chấm dứt cái niệm tà? Chấm dứt niệm tà thì Châu Phú phải có một cái lòng tha thiết với Phật. Châu Phú phải phát nguyện là chán ghét cái cảnh ta bà này, là thấy cảnh ta bà này nó không có thật, nó có sanh già bệnh chết, những cái đau khổ xung quanh cuộc đời mình nó rất là nhiều. Có vợ thì phải lo cho vợ, cho con, cho cháu, cho chắc, rồi tới một ngày nào đó
mình cũng phải từ giả ra đi. Còn những quyền quý cao sang tất cả trên thế gian này, tóm lại là vì cái xác thân này mà mình phải đau khổ triền miên và phải luân hồi sanh tử mãi, không có chấm dứt được. Cho nên từ chỗ đó mình cái cảm thấy cảnh giới này mà mình không có quyến luyến ái nó nữa. Tuy mình sống trong thế giới này để mình làm việc thiện, việc phước đức, để mình làm tròn cái sứ mạng mình, để mình tìm về cảnh giới của Phật, thì lúc đó Châu Phú quán như vậy đó, quán mỗi ngày một chút chút đó, thì mình mới thấy được cái cảnh giới của Phật thì quá tuyệt vời. Các hàng thánh tiên Phật đang trú ngự đó, cảnh giới trong sạch thanh tịnh và rất là an lạc, muốn chi có nấy. Cho nên cái cảnh giới đó với cảnh giới này thì mình so một trời một vực. Ở trên thì cảnh tây, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, còn cảnh ta bà mình thì đầy đau khổ quế trượt. Cho nên mình mỗi ngày mình niệm Phật rồi đó, cái mình quán chiếu cái cảnh ta bà này mình có đáng ở lại mãi mãi hay không. Mà mình nếu mình muốn ở cũng không được nữa, ví dụ tới 100 tuổi hay nhiêu tuổi cũng phải ra đi, cũng tới một ngày nào đó mình phải từ giả. Trên dương thế hữu hình thì tắc hoại, có sanh ra khổ hải đau chừa. Có thân này thấy vậy đó, bình thường mình còn khỏe mạnh, mình còn thấy nó tươi tắn, còn mạnh mẽ, nó còn vui tươi. Nhưng mà khi đến một lúc nó sắp hoại rồi, thấy nó xấu xa, nó hôi hám, nó đủ thứ chuyện trên đời xảy ra hết, thì mình quán như vậy đó thì mình mới thấy được cái cảnh ta bà này giả. Thì từ đó, từ cái giả này mình mới tìm một chân lý, tìm cái thiệt. Mà cái thiệt là cái cảnh của Đức Phật dạy là cảnh Niết Bàn là nơi cứu cánh, về chốn ni xa lánh hồng trần. Mình về cái cảnh giới của Phật rồi thì mình vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp mình không còn tái sanh đau khổ nữa. Cho nên từ cái chỗ niệm Phật hàng ngày mình quán chiếu hoài mỗi ngày chút đó, thì mình mới thấu triệt được chuyện đó, thì mình mới tiến lên xa hơn. Còn giống như cái đứa em bé nó 6 tuổi nó niệm thì nó cũng biết niệm vậy, nhưng mà nó đâu có hiểu hết được những cái chuyện mà sâu sắc mà Đức Phật dạy. Không? Cho nên nó là vậy đó, có nhiều ý sâu lắm. Vậy thì mình phải khuyên lỡ như những cái anh chị cô chú mà đã có gia đình ở sư huynh, nó còn vướng bận nhiều điều lắm sư huynh ơi. Thành ra mình dứt chưa được thì làm sao sư huynh? Thì không Đức Phật không có cấm mình là phải dứt cái quan hệ gia đình. Chuyện gia đình chồng con là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Có chồng có vợ thì phải sống cho chung thủy nè. Làm ăn phải đàng hoàng chất phác, rồi cũng niệm Phật hàng ngày thì Phật cũng chứng bình thường. Trong cái đạo Phật mình nó quyền bí lắm. Đức Phật không có đưa ra cái người xuất gia hay là tại gia, hay là người có gia đình hay là chưa có gia đình. Những cái người đó thành tâm với Phật, niệm Phật thành tâm, diệt được những tham sân si phiền não, người nào diệt được những cái đó đó thì người đó chứng đắc là được Phật đón tiếp hết. Chứ không phải là có gia đình mà có con cái Phật không đón tiếp. Nhiều người hiểu lầm. Hiểu lầm cũng như là không tu mà không có những người mà nói cấm có gia đình đi. Nhưng mà lỡ mà nó cấm có gia đình đi thì làm sao mà có sanh ra con cái, con cháu sau này đang đi tu được. Bởi Đức Thầy nói là ta là cư sĩ canh điền. Cư sĩ là chú Phú hiểu không? Cư sĩ tất nhiên là người có gia đình. Mới gọi là cư sĩ. Còn như thiện nghĩa là tu sĩ. Có nghĩa là không có gia đình. Không có gia đình ha. Mà Đức Thầy lại nói cái phần lớn là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Có nghĩa là giàu có gia đình, có con, có cái, cái chuyện đó không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tâm của mình có hướng về để con đường giải thoát hay không. Cái tâm hướng như đó thì được Đức Phật dắt hết, không bỏ người nào hết. Chứ không phải là tu sĩ tu mới được mà cư sĩ tu không đắc. Cái đó là nhiều người hiểu sai. Nhiều người hiểu sai cái giáo lý Đức Phật, Đức Thầy. Nhiều người hiểu sai lắm, ta nghĩ là mình có gia đình con cái vậy thôi chắc tu không được, hay là chắc khó không có thành đâu. Nhưng mà không phải, giàu có gia đình các cái hàng đệ tử Đức Phật ngày xưa đều chứng đắc A-la-hán, chứng đắc về quả Phật hết. Như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, tất cả những vị đó là cũng có gia đình mà. Cho nên đó là cái chuyện mình tu giải thoát ở đây là không có nói là có gia đình hay không gia đình, hay là con nhiều con ít gì đó, miễn là người đó thành tâm với Phật là được Phật rước hết. An tâm nghe. Cảm ơn sư huynh nhiều nha. Thì qua cái này sư huynh đã giải đáp những thắc mắc của Châu Phú và gửi đến quý bà con, thì Châu Phú cũng thay mặt quý bà con, quý vị đồng đạo thì cũng cảm ơn sư huynh
chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập của mình đến mọi người nhé sư Huynh. Chúc sư Huynh có nhiều sức khỏe nha, bắt tay cái ha. Rồi, chúc cho Phú tinh tấn trên bước đường tìm về con đường Phật Pháp. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua đây cho Phú cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem cái video của Châu Phú, và Châu Phú xin chúc cho quý vị có một cái sức khỏe thật là tốt, an lạc, an lành trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Xin chào tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.